Hi, xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Hôm nay là mùa xuân đã về đến California rồi mọi người ơi. Phía sau lưng Bằng đây là một cây hoa anh đào, Cherry Blossom. Hiện tại bây giờ Bằng đang đứng là công viên Huntington Central Park của thành phố Huntington Beach, cách Lido Sài Gòn cỡ khoảng 10 tới 15 phút lái xe mà thôi. Và công viên này thì vào mùa xuân á, sẽ có một hàng cây hoa anh đào sẽ nở rất là đẹp luôn. Và mỗi năm thì Bằng cùng với gia đình sẽ đến đây để ngắm hoa anh đào. Bởi vì gia đình của Bằng chưa có điều kiện để đi đến Washington DC để ngắm hoa anh đào ở Washington DC. Mọi người ai cũng biết rằng là hoa anh đào ở Mỹ nhiều nhất là ở thủ đô Washington DC. Bởi vì xung quanh cái hồ Tidal Basin á, trồng rất là nhiều hoa anh đào. Và những cây hoa anh đào đó là những cây hoa anh đào đầu tiên được trồng tại Mỹ luôn á. Còn đây là những cây hoa anh đào của thành phố Huntington Beach. Hoa cũng rất là đẹp mọi người. Đó, bây giờ Bằng sẽ quay gần hơn cho mọi người coi nha. Đây nè. Đó. Ở đây là một cái nhánh hoa anh đào. Có rất là nhiều ong luôn mọi người. Và có mấy chú chim hút mật nữa. Ở xa đằng kia thì có thêm một hàng nữa kìa. Đó, có rất là nhiều nhiếp ảnh gia đang đứng chụp hình cây hoa anh đào ở đằng kia. Và cũng có đông mọi người họ đến đây để họ ngồi, họ vừa ngắm hoa anh đào, vừa ngắm cảnh, vừa thư giãn. Đây, phía bên đây cũng có một hàng cây hoa anh đào nữa. Quá tuyệt vời luôn á. Đứng ở đây nghe cái mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào. Và ở đây thì có một cái bia, một cái tấm đá. Họ ghi lại cái lịch sử về những cây hoa anh đào của cái công viên này. Thì trên đây họ có ghi là mỗi mùa xuân ở Nhật Bản á, thì cái mùa hoa anh đào á, là một cái biểu tượng bắt đầu một sự sống mới. Và với cái tinh thần đó, thì cái thành phố Encho của Nhật Bản nè, họ đã tặng 50 cây hoa anh đào cho thành phố Huntington Beach để kỷ niệm 20 năm trong cái mối quan hệ giữa hai cái thành phố này. Có nghĩa là chắc là thành phố Encho và thành phố Huntington Beach của Mỹ á, là có một cái giống như là những cái thành phố kết nghĩa, những thành phố anh em á, chị em. Đây, những thành phố chị em, họ ghi nè. Đó. Và nó được tặng vào tháng 7 năm 2002. Vậy là có nghĩa là những cây hoa anh đào này có tuổi đời đã hơn 18, 19 năm rồi ha. Cây hoa anh đào lần đầu tiên được trồng tại Mỹ là vào năm 1910. Bởi vì trong lịch sử đã ghi lại rằng là người Nhật đã từng tặng hoa anh đào cho người Mỹ hai lần. Lần đầu tiên là vào năm 1910, người Nhật đã tặng cho người Mỹ khoảng 3.000 gốc cây hoa anh đào. Và những gốc cây hoa anh đào này được vận chuyển bằng đường biển, đi từ nước Nhật vượt qua Thái Bình Dương đến với tiểu bang Washington. Và sau đó tiếp tục được vận chuyển bằng đường bộ từ tiểu bang Washington để đến với Washington DC. Và sau đó thì người Mỹ đã cho trồng những cây hoa anh đào lần đầu tiên vào năm 1910 bên cái bờ hồ Tidal Basin ở thủ đô Washington DC. Nhưng mà tiếc là trong cái lần đầu tiên này, người Mỹ chưa có kinh nghiệm để trồng cái loại hoa này, nên là sau đó thì những cây hoa anh đào này đều đã bị chết hết. Và sau đó thì người Nhật lại tiếp tục một lần nữa tặng cho người Mỹ thêm 2.000 gốc cây hoa anh đào nữa vào năm 1912. Và trong cái lần thứ hai này tặng cho người Mỹ cây hoa anh đào đó, thì người Nhật cũng chia sẻ cho người Mỹ cách để có thể chăm sóc cái loại hoa này. Và sau đó thì những cây hoa này được trồng tại hồ Tidal Basin của thủ đô Washington DC cho tới ngày hôm nay. Nên là những cây hoa anh đào ở thủ đô Washington DC á, nó đã có tuổi đời hơn cả 100 năm rồi. Và để đáp lại cái tình cảm đó của người Nhật, thì người Mỹ đã tặng cho người Nhật một cái loại hoa rất nổi tiếng và là biểu tượng của tiểu bang North Carolina. Loại hoa đó có tên là Dogwood. Những người theo đạo Công giáo họ tin rằng cái cây Dogwood đã từng được làm gỗ để làm ra cái cây thánh giá và dùng để đóng đinh Chúa Giê-xu. Và họ cũng tin rằng Chúa Giê-xu đã từng chúc lành cho cái loại cây Dogwood này. Bởi vì cái sự hối hận của nó, vì cái thân cây nó quá lớn mà người ta đã dùng để làm cây thánh giá để đóng đinh Chúa Giê-xu. Nên lúc đó Chúa Giê-xu đã chúc lành cho cái vẻ đẹp của loài hoa này và cũng giúp cho nó sẽ mãi mãi không bao giờ lớn nữa. Nên là ngày nay thì cây Dogwood á, cái thân của nó sẽ không bao giờ lớn để có thể dùng để làm đóng một cây thánh giá nữa. Bằng tin rằng là mọi người đã từng biết cái loài hoa này rồi, nhưng mà chắc mình không để ý thôi. Thì giữa hoa Dogwood và hoa cherry của Nhật Bản á, nó có một cái ý nghĩa giống nhau. Hoa cherry của Nhật Bản là bắt đầu một cuộc sống mới, còn hoa Dogwood của người Mỹ á, của tiểu bang North Carolina đó, thì là biểu tượng cho sự phục sinh của Chúa Giê-xu, cũng ý nghĩa là bắt đầu một cuộc sống mới mọi người.
thì dịch luôn kìa. Thấy không? Nè, nè bên đây nè, bên đây nè. Bên đây nè, dịch quá trời nè. Đó. Yeah. Quá trời dịch luôn, quá trời dịch luôn. Wow, trời ơi, quá trời dịch luôn mọi người ơi. Trời ơi, sao dịch đâu nhiều vậy? Thôi kìa, hơn bên đây nè, bên đây nè, quá trời gần. Nó đi kìa, nó đi kìa, nó đi kìa. Ăn, nghe ăn la nó chạy kìa. Yeah. Điếm hả, điếm hả? Chờ mấy ăn ngồi điếm dịch. Quá trời dịch luôn. Sao điếm hết con? Sao điếm hết được? Hơn kia có dịch con nữa hả? Ờ, vai, vai bằng dịch. Này, dịch bự kìa. Ồ, dịch. Này con ngỏng rồi chứ, dịch vậy nữa ha. To ghê hả mẹ? Bên đây nè. Bên đây nè, trước mặt con nè. Trước mặt con có hai con kìa. To ghê á. Mấy con này có chút xíu à, này bự ghê. Ba anh phát hiện có hai chú chó rất là lớn đang đi lại. Hai chú đi lớn. Đi gió chó đi. Cái bay bay. To lên bay. Yeah, hai chú chó đã đi rồi. Nè, qua đây nha, không có làm nó ớ ớ. Ê, không có đứng ở đó, quay lại đây cho mẹ. Ngồi xuống nè. Ăn đi lại đây. Trời ơi, ghế này mà con nhảy vậy hả? Nếu mà mọi người muốn ngắm hoa anh đào ở Huntington Central Park thì chúng ta nên tranh thủ nha, bởi vì hoa ở đây đã nở rồi. Và nếu mà chúng ta không đến sớm thì những cái cơn gió mạnh hơn tí xíu nó sẽ làm cho hoa rụng hết á. Ok, và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.